Xin chào cả nhà buổi chiều. Xin chào cả nhà buổi chiều. Chào cả nhà. Nay là tiếp tục có sự giúp đỡ của chú Quẩn nha cả nhà. Chú Quẩn ở đây phụ cho qua mùa xả lúa luôn. Giờ đóng chà này là kết thúc cái vụ chà chuột luôn đó. Chà chuột hết luôn đó. Bữa nay xả lúa rồi cả nhà. Bữa nay xả lúa mình bắt cho còn mấy con chuột mình bắt cho hết. Chủ yếu là tối tại vì hôm nay là xả lúa cho nên là ông Sáu sợ là tối nay mình xả vừa xong cái chuột ở trong cái đống chà này nó sẽ ghe nó ăn mấy cái lúa giống của mình cho nên là dở có mấy con bắt được thì đỏ mấy con đó nha, giải quyết cho nó hết để nó lụm thì coi có ếch không ăn chiều mình ẩm thực. Hôm trước thì mình bắt ếch rất là nhiều nhưng mà mình không ẩm thực là lý do là ếch đó là có một người chị ở Sài Gòn, anh chị ở Sài Gòn đã dặn rồi cho nên là hàng làm hàng gửi hết cho anh chị. Chưa phun ở bên Úc xong rồi mới qua mình hả Giang? Đang ăn. Dạ cái nè. Gì? Cái mặt nó gì? Đi chạy giáp thì nó ổn rồi, quay mình con ra đó. Đây một cái máy với lại máy phun giống nữa cho nên là hai đầu đều rất là ồn. Bây giờ Giang với lại ông Sáu với lại chú Mẫn sẽ bao lưới rồi mình lấy gà ra rồi mình bắt thôi, chắc bữa nay bắt chuột bắt ớt mà mục đích nhiều nhất là mình bắt chuột, mình sợ chuột nó ra ăn lúa giống. Lúa giống mình ủ cho nó lên mầm như này cả nhà, lên mầm nhỏ thôi. Cả nhà coi này, đó nó lên những cái mầm trắng trắng nè. Mà mình vô bao sẵn rồi mình để ở trên bờ đó. Và hai cái chú hôn này mình phải đi lấy từ từ. Lấy nó hôn. Này đang hôn bên trước. Thì xả lúa, người thì khui nước, người thì xịt thuốc diệt mầm rất là nhiều việc.
mày. Bữa nay không đem cái mít theo là sai lầm rồi. Bởi vì ta đang xả lúa vậy bơm nước thì quá tay. Phải vậy. Ngồi nữa có ớt hay gì chú Mẫn la lớn lớn lên nha. Ớt là lớn lên mới nghe. La lớn lớn lên mới nghe nha. Máy xả lúa rồi máy bơm nước nhiều quá. Giống mình ủ nó lên ít vậy thôi hả bà? Trên mở cái nanh nó có cục cẳng nè. Đó chú Hai. Chú Hai hết là hết giống rồi, đi lại xách cái bao giống này cả nhà lại chăm vô cái bình nè. Đi con hết rồi. Đường nào? Thôi. Không văng cục đất luôn hả? Bự không? Đập dần luôn. Trời, uống vậy? Má lưới không văng xuống kìa. Chỗ này sống đập kim. Lưới nó trong phòng. Trời, uống ghê không? Nằm ở trên. Dằn không kỹ mà tại con ếch đó nó bự quá. Tại ếch nó bự. Bự quá nó tung cái miếng đất ra luôn mà. Đừng nói chuyến này được không con ếch đó mà đi rồi nha. Trời. Nãy có con ếch đó. Đi vậy, đi nào lỗ không? Nó nói chết rồi mà không. Đang tung cho lúa mà sao mà. Còn chứ hai con lỗ luôn với con nữa lỗ luôn có ngang à mới vùi xuống á chú ngang lại chút thử nó mày được đây nè ba con à ba đứa nè khúc gì vậy rồi có chỗ cắn ở trong này chuột cắn hết kèo đẹo cho quá rồi. Được.
Ôi, hết kìa, hết kìa, hết kìa. Nhảy hả, nhảy hả? Dở lên là nó nằm dưới á.
Có, nó nằm dưới á. Ủa chú Mẫn nãy giờ có chụp được con nào không chú Mẫn? Một đống á, bỏ gì đất vậy? Dạ. Thôi ui ui ui, lát ra gặp anh. Quá trời gian cầm một nạm luôn. Bỏ vô đó đầy túi luôn. Nữa nè. Điện ba ăn chuột nằm ngửa nữa. Bỏ đây, bỏ đây đi. Ê, cái túi ếch vậy hả? Nó nè, thấy không? Kìa kìa kìa. Ừ, hay quá. Nó trúng lá mưa. Con liền mấy á. Có mấy cái hàng á, có đào không? Có gan đó, hồi nãy chơi rồi, có hai con, bắt con mấy con đó. Nó nằm mà mình tưởng nó là cái cây luôn. Coi chừng có rắn á. Quá xong rồi. Ăn cắm rồi. Có hả? Rồi. Ôi, chết thế nó hay rồi. Quạt thôi ba thang ra. Hả? Ủa, không? Trời ơi, vậy là không nghe nó nhảy lên rồi cũng hay. Cái lúc mình ấy trà là nó phóng lên không nghe. Rồi, rồi sao cũng lớn. Quá nhanh quá nguy hiểm. Đốt luôn. Ba con chuột. Còn tôi ếch luôn. Ủa, bữa nay ếch nhiều lắm cả nhà ơi. Nhiều hơn hôm trước luôn nha. Đúng là cái bắt ếch này rất là hiệu quả luôn á cả nhà. Nè, nhiều lắm á, cái này chắc khoảng 3 kg á cả nhà. Rồi cái đống trà này giải thể cả nhà ơi, hẹn cả nhà mùa trà chuột năm sau. Năm sau sẽ có tiếp. Bếp ba chuột béo rồi. Ba con đó vẫn mà, bắt đây hả? Ếch cũng bự nữa. Điều, không bắt ba chuột đêm nay lụm ba cái lúa này trong lỏng. Thì bởi vậy lúa mới xạ này, chuột này nó phá cái hàng hồn luôn. Cột cái túi ếch lại kìa ba ơi. Bỏ vô luôn. Ôi thằng thiệt, nó mập con nào thấy hết biết rồi. Ôi, kết thúc ống trà được nhiều lắm. Bữa nay được 30 quá mập không? Số lượng nhiều nhưng mà mình làm một mớ làm đủ. Đúng rồi. Được rồi. Không? Là ba con rắn mối, ba con chuột với một số ếch. Mình sẽ làm mà... Một túi lận nhưng mà mình làm đủ ấy thôi. Bây giờ làm món gì không? Chiên nước mắm. Đủ ấy thôi gì chứ không phải chiều nay ba có mồi khác hả? Úc, ông sao giấu giấu? Giấu giấu hoài.
Út làm món đó ha. Chiều nay ông Sáu có thêm một món khác nữa cả nhà, cho nên là ông Sáu chỉ làm một nửa ớt thôi, chừa lại. Ớt với chuột thì không biết Út sẽ làm món gì nữa. Làm sẵn cái này đây nè. Ớt chuột rắn mối, mình ớt này làm một nửa thôi nha, còn lại một nửa. Chiên nước mắm. Chút xíu nữa mình sẽ biết ông Sáu làm món gì cả nhà. Giờ thì mình sẽ tập trung vào cái món ớt chiên nước mắm của Út đi. Dằn dữ chuột bự mặt nhé. Út bóp nó là nó bóp cái đùi hai cái chân á. Đúng rồi, là nó sẽ nằm như là dữ nữ. Để vô cái bóp nó lại. Bây giờ là bớt lửa không á. Rồi. Giờ là tới cái nước sốt đúng không? Cái chuột với cái ớt mình chiên nó vàng chín rồi cả nhà. Giờ mình làm cái sốt nước mắm. Học nghề nha. Cũng nước mắm ngọt, nước chiên vậy thôi. Đầu biết cảm thấy chưa vừa ăn, đầu biết vừa thêm nửa muỗng đường. Đây, cái phần ớt với chuột mình đã chiên vàng. Hành tây, ớt, chỉ mình cho lên trên không? Hứng nè, quá hấp dẫn luôn. Út làm món này hả? Chào cả nhà. Út làm đó. Tưởng anh đâu nhà. Anh Út làm không biết món này. Ông Sáu làm. Dạ. Tăng cường. Phải là đầy chứ. Bữa nay mình đãi thợ phun lúa giống nữa. Ừ, cái này phải có xả nữa đúng không bà? Xả với gừng nghe mùi quá trời. Hôm nay chịu xuống không? Hôm nay xuống hả? Không, mình đi vào xuống phòng anh hai không chịu xuống. Chiều nay mình sẽ có hai món nha cả nhà. Từ nãy tới giờ thì đây là thành quả giỡn trà ớt của mình, giỡn trà chuột, trà ớt. Được một mớ ớt với chuột thì bác Út làm món chiên nước mắm. Hôm nay do Út bị đau lưng rồi cho nên là Út không có tham gia đi giỡn với mình mà Út làm món ngon nha cả nhà. Ớt thì chỉ mới làm một nửa thôi. Đây là món tăng cường của ông Sáu, lòng bò luộc sả chấm mắm tôm. Vàng nãy giờ mè ăn nhiêu đây. Rồi xin mời cả nhà mình. Rồi, dạ con mời chú Lập. Mời bạn của chú Mẫn. Mời cháu anh Lập qua ngồi. Anh này cũng ở bên An Giang qua luôn nè cả nhà. Còn chú Lập là thợ phun lúa giống nha.
à, chú hai nữa nhưng mà chú hai không có tham gia. Chú Mẫn ơi, chốt rồi. Vô, chung thì ai cũng bận rộn chân á, mình rảnh giờ nào thì làm giờ đó thôi. Trong quá trình mình dở chè thì chú Út bối giống cho nên là Út không có đi. Chén đựng xương mấy cái à? Hai cái được rồi, hai quá. Chuột với ếch nè, em ăn làm món này thấy nhìn hấp dẫn dữ lắm này nha. Ai làm món chuột với ếch kìa, giơ tay lên kìa. Từ mở dưới bưng sấm lên á. Từ bưng sấm kinh cô đông mà. Cô đông mà. Thấy muốn ăn liền, thấy muốn ăn liền á. Rồi xin mời mình cả nhà lên đây buổi tối nha. Rồi, vô. Mời cả nhà vô. Mời cả nhà. 2 3 vô. Mời cả nhà. Vô cả nhà. Hiện qua không có đông. Vô rồi. Bây giờ mình thưởng thức cái dụng nước chân trời thôi. Ừ. Chiên mắm. Đây mời cả nhà ớt chiên nước mắm. Mời cả nhà ớt chiên nước mắm nha. Ớt chiên nước mắm chấm mắm tôm luôn không quý vị? Mình ăn thử coi. Khỏi. Khỏi chưa? Tới đây làm gì ngon mà. Khỏi chưa? À, chúng thời không nói. Nó ta chiên nước mắm mà chấm gì. Ừ. Trời ơi, đảo quá. Mời cả nhà chấm nước tương nha. Chiên nước mắm hết nói rồi. Bàn rắn nói, bàn chuột, ba ký ớt. Đừng quá. Đó, anh đập thưởng thức ớt chiên nước mắm. Đúng rồi. Nấu đập. Chú Lập có duyên với cái món lòng bò, mỗi lần đi xuống mình là ăn lòng bò. Đúng rồi. Thiệt á. Cái cái mùa vụ đấy gọi xả rồi. Sao Út ăn có bò nó cứ mẹ. Tôi mà lầm chứ gan mà tôi khoái. Đúng rồi. Xương thường vậy mà ngon hơn thịt nạc. Ừ. Ngộ. Ăn bữa thì đẩy chút. Bò mà nạc tốn khoái. Có gần gần thì không có xương gì đó. Xương hay gì đó. Ừ. Giòn cái chân nó giòn quá này. Mấy có hành, có hành giòn không? Còn gói thêm một khao giống như giòn chân dạng luôn. Vẫn là nguyên nhậu nữa. Trời ơi. Mấy ông đi qua, ông đi qua cắt chuối, còn kêu Út, ông nói sao biết không? Mày muốn đóng cửa rồi, đi nhậu chỗ khác rồi. Nếu làm Út hoài mắng. Không mình minh mắng. Mày bắt bó giống tới tối luôn. Ông Sáu kêu bẻ có hai ba trái chuối đi qua bển giác nguyên bùn chuối về. Thằng trời. Động trời. Thằng á, để mời khỏi bẻ. Trời. Trời nó mới cầm nữa. Mặn ơi. Chú uống với anh Sáu với Giang rồi chắc được con đống trà Mẫn ơi. Đâu phải nhiều đống thì chắc chặt nguyên buồn được. Con nào bẻ thử con chuột coi nó chín không ta? Dữ lắm béo à. Chín hả? Trời ơi con chuột chiên mà chiên bánh cam mà. Cho món chiên được mắm ơi. Bự bự lắm anh. Làm hai á. Bánh xe mày. Đó 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 làm hai cái. Xe. Ừ. Mình bóc vô mình đưa dán luôn à. Cầm dơ đùi lên coi. Ờ bẻ làm hai cho gì á. Mày phải ra tay nữa. Ba con nữa hả? Bên này con tu dưới kìa. Anh nè bên đây nè ba. Ừ. Hết biết rồi. Anh này tôi là bé hai hai chứ mà. Ừ. Ăn con chuột này là cuối mùa. Ủa này xé ra luôn, xé ra làm hai cái pha với hai xé cái đồ này ra luôn cho mọi người dễ ăn. Bắt cái này nè. Ừ. Thằng ra tay. Rồi vậy được rồi đó. Đưa vô chén nè. Nín mà đưa vô chén. Này nghe mới mới ta. Tao vừa nó hết á thì tao đi hâm lại. Trời ơi. Út nè với chú Lập về hướng đi cưng mọi cái về vô mọi cái chứ không cưng trời. Ừ. Cặp miếng con hành nữa ngọt không ơi, bắt được ban chuột đó là biết tối nay cái miếng đất của mình nó đỡ cỡ nào không Út. Trời ơi sẽ gu luôn rồi đó. Ban chuột đó nó ăn dám nữa không đắt hơn à. Vậy là cái này chắc đóng trà mình bỏ luôn hay sao? Bỏ luôn hả? Thôi mày đó đâu ơi, vậy là ăn chuột này bữa nay là cuối vụ cuối cùng của cái vụ mùa nước nổi. Con hẹn cả nhà 2024 mới có trà chuột nữa. Mới có trà chuột nữa. Ê, coi chừng lúa đông xuân này, ờ phải là 24, phải là đông xuân ăn, có thể mình chắc trà mọi người qua Tết đại, qua Tết mình mới, mới xả vụ hè lấy. Năm nay nếu mình ăn lúa sớm nè, là kiểu như anh Sáu, mình anh em mình nhớ chắc năm đó không? Năm đó đó là đông xuân mình chắc đó, lên nước là mình tra giải, cuối năm luôn đó. Rồi, vô. Vô, cuối năm Sáu á, lúa đông xuân nha. Đông xuân đầu chắc, trong sân chắc đóng chân chủ đốc nữa. Anh đó hình như anh nó không ăn bánh tôm được. Được. Tại vì không nói ai biết. 2 3 vô. Kiếm được quá mặn rồi. Kiếm được không mặn rồi. Không gịch đổi gì đó, đổi nào gịch đó không đổi đi. Nó vừa ăn nha. Lòng bò luộc xả gì nguyên luôn à? Trời trời nóng hơn mà nóng liền. Nóng liền.
này vô bánh tôm này là chính xác, thêm chuối chát nữa. Ôi cái gì chị vô mọi cái điều tính. Gắp lòng bò kìa, sao gắp dưa leo không nhỉ? Để khi bà thím nó bánh bà coi clip, bà dặn con cháu bên đây nó làm cho ông chú mẹ ăn dưa leo không có chết luôn. Ngon ba. À, ngon. Chưa thưởng thức. Nãy giờ thưởng thức cái vụ chiên nước mắm. Ok, hết lòng bò thưởng thức đó. Giảm cân mà ăn mấy cái mọi gì không mà giảm cân chứ. Không mấy ăn ba chuột kìa. Giảm cân rồi mình rót lại nấu ăn thêm đi còn thắng. Ngồi đấy mình đang vậy luôn ăn thấy nó giòn hơn. Đúng rồi. Ở bên Tân Phước nó bán vậy không á chú Lộc? Đây mình thưởng thức rồi. Ở bên Tân Phước nó bán đen vậy không á? Đây nè, như vậy nó mới giòn hơn. Còn mà lấy lòng trắng rồi nó mới giòn. Nhưng mà em phái này nè. Cái đó là ruột. Y như đòn bánh tét luôn. Đã hấp dẫn quá. Vô cái đường miếng luôn rồi. Vô. Sao mà nó không kêu gọn ta? Ngon. Ra tay, ra tay. Lôi gói nó. Dữ vậy Út. Vô trời. Bánh tôm nha. Này có gâu dính gâu à. Cái dĩa lòng này là rất là ngon hàng rất là. Mà mua là lựa từ món á cả nhà chứ không có phải là ta muốn lấy gì cho mình lấy. Con là lựa từ món đó bà. Cái chị bán là chị nói trời ơi biết ăn quá đi. Mẹ cái nhà miếng lòng bò. Cái hai lựa này là đúng bại luôn. Hai đi săn bằng dĩa hai thôi cho nhớ chị. Sao? Ớt chiên nước mắm cảm giác sao? Ta mới ngon rồi, nhưng mà ta mới ăn lòng bò hỏi ớt chiên nước mắm. Không, cái này bí quyết luộc này, cái ruột nó mềm mà ta. Mới ăn khúc ruột mềm á. Mềm. Ông Sáu luộc. Không chỉ đâu. Rồi. Này chắc đây cô clip. Không quay luôn. Không quay luôn hả? Chết luôn rồi. Món này không quay. Đi mai mốt mua lại đi đặng cho ông Sáu làm học chứ. Không ăn miếng ruột mềm á. Muốn biết ngon là mua đi rồi không làm à, đó, đó, đó. Đương nhiên mình phải mua được chứ mình. Đây cũng như cái món rắn mà không làm gì á. Sao không làm gì nó ông có để gia vị gì cho con làm trước một cái hồi nó mau mềm. Luộc trước à? Ừ, luộc trước như cái nước xong vậy đó cái nhà mày cả nhà á. Bỏ một lần bỏ nước khác lên khác nó gia vị vô. Mau mềm vậy nó mềm hơn. Không nhận sao cũng hay. Ừ. Thiêu miếng chú giác. Đừng vỗ đùi chú Lập cái nha trời. Thiêu miếng chú giác. Trời ơi, bây giờ giúp mà nút đi. Đó, nút này ho, cái này ho. Không có, không có. Quay phim bệnh Út ơi, con thiệt, con bệnh thiệt. Này, con bị ho thiệt. Không có bạn đâu. Rồi, mời cả nhà. Còn chấm bấm chuốt không? Còn chấm, quay phim dự án lại. Nghe cái anh xé kìa, anh xé gắp đi một cái đùi đi anh đánh hai. Chiều hai hổ quá trời ơi, giờ anh tặng anh vô mặn cái đùi. Cuốn vô. Ăn này à. Chơi, chơi, chơi. Vô. Khoan khoan nha, xin mời cả nhà nha. Xé đồ mà dốc bóng nha. Cái đồ này dễ, cái đó thằng Giang là còn thằng tươi đó. Đi ghép bỏ chén nó. Món này ngon lắm. Nó giục miếng củ hành quay đó. Ngon hết nè. Tại vì chuột ít ra cả nhà, xong rồi cái xé ra, xong cái rồi không ai dám cắt hết trơn. Xoay qua lòng bò, bây giờ quay trơn. Nhờ chú Út khởi xướng lại mọi người mới tham gia qua chuột. Mình hẹn tới mùa gặt lúa đi cả nhà. Chú Mở ăn nãy giờ ngon không? Không có ý kiến gì cho nghe. Ngon. Không nghe nói gì cho vậy. Nào ngon. Lòng bò với ớt chiên cái nào cũng ngon nhá. Rồi chuột chiên không ngon hả? Không ngon à. Chuột chiên cũng ngon luôn. Ớt ngon chú Mở. Không, ớt cay. Thôi mời. Được. 2, 3, vô. Rồi, hy vọng mình sẽ có một mùa vụ mùa mới thật là bội thu nha cả nhà. À, chứ chú Lập với chú Hai là phun giống cho mình năm nào lúa cũng trúng chân á. Năm nay chắc cũng y vậy quá. Y vậy mày tốt hơn chứ. Mày tốt hơn chứ. Hay quá. Càng tiến bộ chứ. Năm nay càng. Năm nay ấm mọt trúng giá hay sao? Vậy phải không? Cao nữa mà. Rồi, con cảm ơn chú Lập nha. Cảm ơn bác Út, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình xuống giống ngày hôm nay với lại vợ chè với lại có một bữa tiệc nhỏ buổi tối. À, chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn cả nhà clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.
À, anh mấy hai anh bận gót rượu. Chào không được. Chào tay thôi, chào hai tay à. Giống như Giang vậy đó, mất chạy xe không có chào bé nha. Chào bà, đang chạy xe. Nghe chào đang còn đang chạy xe đang gần tới rồi, chị hai kêu chào cả nhà đi. Chào không sao. Buông tay ra. Chiên nước mắm kiểu giống như Út chiên ngon này cũng khen luôn. Không, bữa nay bác Út làm thấm nè. Lắm.